Đó giờ lần đầu tiên tôi mới ăn thử bánh mè lắc muối nhuyễn trà bông, mà hình như là của Quảng Ngãi thì phải. Bạn nào ở Quảng Ngãi thì vô check giúp tôi với, tụi mình Thủ Đức xin chào. Sau khi mà ăn xong là tôi dính cứng ngắt cái món này của chiếc quán Bounty cạnh trường Đại học Tài chính Marketing luôn nè. Thế là hôm nay mình phải lên clip review cho mọi người địa chỉ quán cụ thể mình để ở đây nha. Dịp gần Tết nên quán cũng có bổ sung vào menu mấy món nước mới và món bánh mới. Nhớ lần trước lên clip ăn bánh mochi ở đây, hôm sau đấy là bánh hết sạch luôn, trộm vía nha. Tụi mình có order một ly trà sữa Hồng Kông 1980 là 45 cành, một trà chanh vàng mật ong là 35 cành và cuối cùng là món mới hồng trà cam quýt là 45 cành. Trà sữa Hồng Kông ở đây thì phải gọi là món ruột của tôi luôn rồi. Vị đậm trà thơm béo, ăn cùng với lại topping sương sáo mềm mịn ngon nha. Trà chanh vàng mật ong thì thơm, không quá ngọt đậm vị. Còn đây là món mới của Bounty cũng ngon không kém. Lần đầu tiên tôi mới uống thử luôn á, đó chính là trà cam quýt, thấy cũng khá là lạ nè. Có cả miếng quýt luôn, đặc biệt là trà rất chi là thơm, uống vào thì thanh mát chua ngọt dịu nhẹ keo nha. Ngoài ra thì tôi cũng gọi hai cái phần bánh mè để ăn thử, nghe bảo là đặc sản ở Quảng Ngãi thì phải. Có hai loại bánh mặn, một loại có topping là 18 cành, loại chỉ có bánh mè là 12 cành. Đầu tiên là loại bánh mè 12k, cánh một miếng là giòn rụng, heo heo giống cái vị cơm cháy mà mình hay ăn, nhưng mà sẽ thơm và đậm vị mùi mè. Còn cái phần bánh mè mix với muối nhuyễn trà bông, trời ơi nó xuất sắc. Bánh thì giòn te này, cánh rục rục, không có khuyên cháu là ăn vụng trong lớp nhen. Đậm đà cay nhẹ của muối nhuyễn này, thơm mùi trà bông, kết hợp với lại nhau ăn cuốn cực. Tôi còn được quán mời ăn thử bánh ngọt sẽ được bao phủ bởi lớp đường mịn, ăn cũng khá là lạ và thú vị. Gu tôi là mê bánh mè mặn mix với lại topping, nhất định là phải thử sẵn chục bịch mua đem về ăn dần mới được. Recommend mọi người nên ăn thử món này nha. Bye bye.